Đây là bộ phim về những người lính vũ trụ tàn nhẫn. Bộ phim bắt đầu vào năm 1996 hay còn được gọi năm Zero. Tại một trại trẻ mồ côi, một nhóm đặc vụ tay cầm súng đi đến. Bọn họ tập hợp những đứa trẻ lại, ra lệnh cho các bác sĩ tiến hành đánh số lên chúng. Những đứa trẻ này sẽ được gửi đến doanh trại tham gia khóa huấn luyện để trở thành công cụ hoàn hảo phục vụ chiến tranh vũ trụ trong tương lai. Tại doanh trại, những đứa trẻ đã phải trải qua những buổi huấn luyện đáng sợ. Chúng được dạy rằng bản thân không thể yếu đuối và phải luôn hoàn hảo. Biến bản thân trở thành máy chiến tranh không do dự trong việc giết người. Ngay từ khi 5 tuổi, để ngăn trái tim bọn trẻ trở nên yếu đuối, những đứa trẻ được cho xem trận đấu giữa các chó săn. Mức độ tàn nhẫn khiến người ta kinh ngạc. Có đứa trẻ sợ hãi không dám nhìn, nhưng lại bị sĩ quan dùng gậy ép buộc phải quay lại xem tiếp. Năm 8 tuổi, bắt đầu rèn luyện tư duy, chúng buộc phải hoàn thành một bài kiểm tra IQ phức tạp chỉ trong 30 giây. Năm 12 tuổi, tiến hành huấn luyện thể lực. Ai chạy chậm nhất sẽ bị bắn chết bởi những người hướng dẫn đằng sau. Năm 16 tuổi, họ sẽ trải qua khóa đào tạo bắn súng nghiêm ngặt. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, chỉ cần mục tiêu xuất hiện bất kể là già trẻ gái trai đều phải một súng bắn hết. Chỉ qua một quy trình huấn luyện giống như địa ngục, cuối cùng sau 17 năm đã tạo ra một đội quân bất khả xâm phạm. Những người sống sót sau chương trình huấn luyện sẽ được khắc tên nhóm máu và cả số hiệu lên mặt. Mục đích của việc làm này là để thuận tiện cho việc truyền máu cấp cứu trên chiến trường. Những chiến binh được huấn luyện thành cỗ máy chiến tranh này đã sớm không còn biết tình cảm là gì. Họ được đưa đến các chiến trường trên các hành tinh trong vũ trụ, tiến hành các cuộc thảm sát, và đương nhiên đội quân này đi đến đâu cũng đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân vật nam chính của chúng ta, Todd, là một trong những người xuất sắc trong nhóm đó. Anh ta có năng lực xuất sắc ở mọi mặt, anh đi đến đâu là chiến thắng đến ấy. Todd quả thật là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo và được sự đánh giá cao của đội trưởng. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ sinh học, chính phủ đã phát triển ra công nghệ cải tạo biến đổi gen. Chúng cho phép thay đổi cấu trúc cải tạo gen cho những đứa trẻ ngay khi còn trong bụng mẹ, biến những đứa trẻ ấy trở thành những cỗ máy giết người. Nhờ vậy mà bọn họ đã tạo ra những chiến binh siêu nhân biến đổi gen vượt trội về cả thể lực, phản ứng lẫn tính nhẫn nại để không ngừng nâng cao sức chiến đấu. Người sáng tạo ra đội quân mới là James cũng muốn loại bỏ Todd và những người khác với lý do bọn họ quá già, không đủ sức tham gia chiến đấu. Câu nói vừa phát ra thì bị đội trưởng từ chối. Ông cho rằng những binh lính cũ này đã trải qua vô số trận đấu, kinh nghiệm phong phú. Đây là điều mà những binh lính đầu chọc kia không thể có. Hai bên không ngừng tranh chấp, vì vậy James đề nghị thách đấu để phân cao thấp. Đầu tiên là phần thi bắn súng. Những tên lính mới dễ dàng đánh bại lính cũ với tỷ lệ chính xác 99%. Sau đó là so bì độ bền. Lần này Todd được phân công để đối đầu. Kết quả, anh đã thua thảm hại. Cấp trên vẫn không chịu nhận thua, ông ta quyết định để lính mới và lính cũ đấu tiếp một trận nữa trên chuỗi dây xích. Trong phần giao đấu giữa hai bên, đội trưởng đã sai ba người lính cũ xuất chúng nhất của mình bước lên. Nhưng với sức mạnh vượt trội của tên lính mới, hắn ta lại một lần nữa đánh bại ba người xuất sắc nhất trong đám lính cũ. Mặc dù trong quá trình này hắn bị Todd làm hỏng một bên mắt, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là lính mới. Đối mặt với tình hình như vậy, đội trưởng chỉ ngậm ngùi đồng ý để lính cũ rút lui. Thi thể của Todd và đồng đội được gửi đến một hành tinh rác ngoài không gian. Tuy nhiên không lâu sau đó, Todd đã tỉnh lại một cách thần kỳ từ trong đống rác và cảm thấy tuyệt vọng nhìn phi thuyền chậm chậm rời đi. Một ngọn lửa thù hận bùng lên trong lòng Todd. Nhìn về hành tinh xa lạ trước mặt, xung quanh toàn những đống đổ nát và cả những cơn bão cát từ xa bất ngờ tập kích. Nhiệm vụ cấp thiết của Todd bây giờ là nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể sống sót. Một cơn bão cát xuất hiện, Todd nắm chặt lấy lan can trước mặt để tránh bão. Cơn bão cuốn theo nhiều sỏi đá, nó đập vào tay của anh bật cả máu. Tuy nhiên Todd đã kiên trì vượt qua được cơn bão cát. Anh bám vào một sợi dây thừng chắc chắn, men theo sợi dây anh đã tìm đến một doanh trại tập trung bí mật dưới lòng đất. Todd thấy bên dưới có rất nhiều người dân sinh sống. Với bản năng của người lính tinh nhuệ, anh rón rén từng bước đi trên bức tường đá để do thám. Nhưng một trận gió to đột nhiên thổi tới khiến Todd không kịp đề phòng mà rơi thẳng xuống bên dưới. Todd lập tức nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi. Sự xuất hiện đột ngột của Todd gây ra sự hoảng loạn lớn cho những người ở đây. Vì trừ việc tàu vũ trụ đến hàng tháng để đổ rác, không có sinh vật hay con người nào đến đây. Đối diện với Todd, một người không rõ nguồn gốc, mọi người trở nên đặc biệt cảnh giác. Nữ thủ lĩnh lập tức triệu tập mọi người, nhận thấy Todd bị thương nặng và quyết định sẽ cứu vớt Todd. Mặc dù có ý kiến phản đối, nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý trên tinh thần nhân đạo. Nữ thủ lĩnh sắp xếp gia đình May chăm sóc Todd. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của vợ May, Todd nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn vào môi trường xa lạ trước mặt, Todd liền đề phòng. Nhưng sự lo lắng của anh bị Nathan, con trai của gia đình May, xua tan. Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, mọi người phát hiện ra anh chàng đô con này không hề xấu. Ngoài việc anh khá kiệm lời và ăn có hơi nhiều ra thì Todd không hề làm bất cứ chuyện nào làm hại đến mọi người. Thông qua trò chuyện với Mary, Todd biết được rằng tất cả họ đều đến từ trái đất. Khi họ đang trên đường di chuyển về nhà thì con tàu vũ trụ của họ đã bị hỏng và rơi xuống hành tinh rác này. Mary và những người khác cũng muốn quay trở lại trái đất, nhưng thật đáng tiếc khi con tàu vũ trụ bị hỏng quá nặng và không thể sửa chữa.
Hôm đó Todd cùng mọi người đi ra ngoài để tìm những vật dụng sinh hoạt thiết yếu, đột nhiên một trận bão lớn kéo đến. Jimmy bị cuốn lấy, suýt chút nữa thì bị cuốn vào bánh xe lăn. Mọi người nhanh chóng kéo sợi dây thừng cố gắng để kéo Jimmy trở lại. Đúng lúc nguy cấp, Todd đã ra tay, anh dễ dàng kéo được sợi dây rồi cứu sống Jimmy. Từ đó về sau, người dân nơi này dần dần tiếp nhận Todd. Đồng thời Todd cũng hòa nhập thành công vào đại gia đình của May. Mary đưa Todd đi tái tạo màu sắc và học những kỹ năng sống cơ bản nhất. So với cuộc sống chỉ có sự chết chóc trước đó thì sự thoải mái ở đây khiến Todd say mê. Todd dần thích thú cuộc sống nơi đây. Tuy nhiên những ngày tháng an nhàn này khiến Todd ngày càng cảm thấy mâu thuẫn trong đầu. Todd thường xuyên gặp ảo giác, nhầm tưởng người dân là kẻ thù. Một bên là cảnh tượng nhảy múa vui vẻ, một bên là đồ sát máu lạnh. Tinh thần của Todd liền trở nên căng thẳng lạ thường. Anh trốn đến một góc riêng dùng nắm đấm để phát tiết tâm trạng trong lòng. Đúng lúc đó Jimmy lại tìm đến và tặng cho Todd một chiếc khăn để cảm ơn anh đã cứu mạng của mình. Tối đó trong khi mọi người tụ tập lại để ăn mừng, giữa tiếng cười vui vẻ Todd lại bị ảo giác. Anh hiểu nhầm rằng Jimmy chính là kẻ địch trên chiến trường. Todd bóp chặt lấy cổ Jimmy, suýt chút nữa đã hại Jimmy bị bánh xe lăn bằng đá nghiền nát người. May mà đúng lúc đó Todd đã khôi phục lại ý thức. Sau sự việc đó, thái độ của cư dân đối với Todd rõ ràng đã thay đổi. Thủ lĩnh không khỏi suy nghĩ lại về chuyện trục xuất Todd và đưa anh vào diện nguy hiểm. Chỉ có gia đình May tin rằng Todd không có ý định làm hại bất cứ ai. Trong lúc Todd đang nghỉ ngơi ở nhà thì Nathan đến tìm anh chơi cùng. Đột nhiên một con rắn lục nhỏ xuất hiện và bò về phía cậu. Todd vứt một chiếc giày ra cho cậu bé, ngầm ra hiệu bảo cậu bé dùng nó để đập chết con rắn. Nhìn con rắn độc trước mắt, Nathan hơi rụt rè và không dám tiến lên. Con rắn độc bất ngờ tấn công cậu bé. Todd liền bay người qua, một tay bắt được con rắn đó nhưng anh không tự tay xử lý, ngược lại tiếp tục chỉ đạo để cậu bé tự mình giải quyết nó. Nhưng cảnh tượng này đã bị May nhìn thấy. Anh ta chém chết con rắn độc. Sau đó tố cáo Todd là kẻ vô nhân tính khi dạy cho trẻ con những việc này. Thái độ của May đối với Todd cũng thay đổi. Hôm sau thủ lĩnh liền mở một cuộc đại hội biểu quyết để trưng cầu ý kiến của mọi người, quyết định xem có nên tiếp tục giữ Todd ở lại hay không sau những sự việc liên tiếp xảy ra. May cũng đồng ý trục xuất Todd. Todd không biết cách nói ra để minh oan cho mình. Cuối cùng dưới sự biểu quyết của cư dân, Todd đã bị trục xuất khỏi đây. Một mình Todd cô độc đến một bãi rác lớn. Anh nhóm một nhóm lửa trong đường ống rồi nghĩ lại những ngày sống ở trại dân tị nạn. Người đàn ông bướng bỉnh này lần đầu tiên rơi nước mắt trong đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên Todd cảm nhận được thứ mà người ta gọi là nhà. Bên này cuộc sống của cư dân không thay đổi nhiều vì sự ra đi của Todd. Và May làm điều này cũng vì gia đình của mình. Tối hôm đó May và vợ mình đang ngủ say thì đột nhiên có một con rắn độc bò lên giường của họ. Thấy May sắp bị con rắn tấn công, Nathan đã xuất hiện kéo con rắn độc ra và đập chết nó. May giật mình tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, anh đột nhiên hiểu ra tại sao hôm đó Todd lại hành động như vậy. Họ biết mình đã nghi oan cho Todd. May lập tức đứng dậy tìm Todd trực tiếp xin lỗi anh và chân thành mời anh quay trở về nhà với mình. Nhưng Todd lại hướng ánh nhìn lên bầu trời, phía xa một con tàu vũ trụ khổng lồ đang bay đến chỗ bọn họ. May thấy cảnh này liền giơ hai tay lên trời cầu cứu, vì anh nghĩ dẫu sao phi thuyền sẽ là công cụ duy nhất có thể giúp họ quay về trái đất. Nhưng Todd đã ngăn cản hành động của May vì anh phát hiện ra đây không phải con tàu vũ trụ bình thường mà là một chiến hạm quân sự được trang bị đầy đủ vũ khí. Quả nhiên ở nơi mà phi thuyền đáp xuống cách đó không xa liền có ngay hai chiếc xe tăng bọc thép chậm chậm đi ra cùng một toán binh lính có mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ. Thấy vậy Todd lập tức kéo May chạy khỏi nơi đó nhưng họ vẫn bị xe tăng phát hiện ra. Một quả lựu đạn phóng ra đã khiến cho chân phải của May bị thương, anh ấy đau đớn rên rỉ dưới đất. Todd thấy cảnh này liền vội vàng kéo May đi trốn. Tuy nhiên May vẫn không thể thoát tiếng gọi tử thần. Trước khi chết anh cầu xin Todd bảo vệ Mary và Nathan, sau đó qua đời vì mất máu. Binh sĩ phụ trách tuần tra đã báo cáo lại với James rằng họ phát hiện ra con người trên hành tinh này. Hắn liền hạ lệnh tiêu diệt tất cả dân tị nạn và san bằng cả hành tinh này để thiết lập một trạm giám sát. Nữ thủ lĩnh lập tức tập hợp tất cả mọi người lại để đi lãnh nạn. Còn bà ấy lại dũng cảm một mình tiến lên để đàm phán với đám người kia. Lúc này nhóm tân binh đã xông vào doanh trại dùng vũ khí tối tân trong tay bắt đầu chém giết tứ phương tàn sát không ngừng. Trong mắt họ ngoài mệnh lệnh ra những thứ khác có hay không quan trọng. Ngay giây sau nữ thủ lĩnh đã bị quả tên lửa phóng ra bắn trúng. Bom đạn khói lửa lập tức bao trùm hành tinh này. Vào thời khắc quan trọng, Todd đã quay trở về. Anh nhặt đạn và súng rơi trên đất rồi cả lựu đạn và dao găm. Sau đó xuất hiện với khẩu bazooka dũng mãnh lao ra chiến trường. Lần này Todd một mình đánh bại 17 người bên phía kẻ địch. Tổn thất liên tiếp của hai người lính vũ trang hạng nặng khiến James cảm thấy rằng trên hành tinh này không hề dễ dàng. Hắn lệnh rút quân về nghỉ ngơi trước khi phát động tổng công kích. Nhân cơ hội này, Todd và những người khác có không gian để thở. Anh nhanh chóng dẫn mọi người đến hầm tránh bom để ẩn nấp. Todd nhặt vũ khí trên người những xác chết và chuẩn bị chiến đấu. Trước khi khởi hành, Todd nói với Mary về sự ra đi của May. Sau đó, anh bước ra khỏi trại và bắt đầu chiến đấu. Mary muốn Todd lãnh đạo mọi người cùng nhau chống lại kẻ địch. Nhưng Todd chỉ nói với cô một câu, chỉ những người lính mới có thể chiến đấu.
Màn đêm buông xuống, ba tên lính được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân tay cầm khẩu bazooka đang di chuyển. Dựa vào sự thông thuộc địa hình của mình, Todd không hề sợ hãi. Anh liền tiến hành chiến tranh du kích. Todd giống như một bóng ma. Tên kia quay người một cái đã bị Todd nấp ở nơi tối tăm đâm cho một nhát. Hai tên còn lại thấy vậy lập tức dùng súng bắn lửa để phun đến mọi ngóc ngách phía trước. Không ngờ Todd lại ngoi lên từ dưới nước, anh lập tức xả súng vào hai tên này. Cùng lúc đó, sáu tên lính đang bao vây một đống đổ nát, chúng thấy một cỗ máy xả súng đang không ngừng nã đạn. Nhưng đến gần mới phát hiện ra đó là một cái bẫy. Todd nhấn nổ bom từ phía xa khiến mấy tên binh sĩ kia bị nổ văng ra sau. Sau đó Todd liền lái chiếc xe tăng đè nát đội quân của địch. Mặc dù những tân binh do James huấn luyện có năng lực cá nhân mạnh mẽ nhưng lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Đối mặt với một đối thủ giỏi dùng não như Todd, bọn chúng đã bị giết mà không còn sức lực để chống trả. Thấy những kẻ thù đã bị tiêu diệt hết, Todd vội vã chạy về trại dân tị nạn chuẩn bị đưa mọi người cùng rời khỏi đây. Nhưng không ngờ anh lại gặp lại tên lính chọc đầu từng bị anh làm hỏng mắt. Hai người họ lại lần nữa đấu đá nhau. Todd lúc này mất khá nhiều sức lực nên không phải đối thủ của tên lính này. Rất nhanh sau đó anh đã bị đối phương đánh cho như tử. Anh đổ ập người xuống đất nhưng tên lính kia lại lôi anh đến bên cạnh một chiếc trực thăng rồi không ngừng tung cú đấm phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc này Todd chú ý đến một con dao dưới đất nhưng tên lính kia nhạy bén phát giác ra được điều đó. Hắn ta nhanh tay giành lấy nó trước. Nhưng bất ngờ thay, Todd lại sử dụng cánh quạt trực thăng cắt xuyên bụng tên đầu chọc tiễn hắn về với đất mẹ yêu thương. Cuối cùng dựa vào trí tuệ của loài người, Todd đã chiến thắng cỗ máy chiến tranh này. Thấy toàn bộ lính mới của mình liên tiếp bị thất thủ, James liền hạ lệnh cho những người lính cũ đi lắp bom hạt nhân chuẩn bị cho nổ tung cả hành tinh này. Nhưng sau khi lắp xong đống bom đó, họ vô tình gặp lại người đồng đội cũ Todd. Sau một số lời giải thích và thuyết phục, những người lính cũ đã đồng ý sát cánh cùng Todd. James thấy những tên lính mới đã lâu không trở lại. Hắn ta nghĩ rằng họ đã bị tên Todd làm gỏi liền quyết định không chờ đợi nữa. Ra lệnh cho thuyền trưởng cho phi thuyền rời đi, nhưng thuyền trưởng nhất quyết say nổ. Hai bên tranh cãi gay gắt, James nổi giận và bắn chết viên cơ trưởng. Những tên lính còn lại thấy vậy sợ hãi nghe theo lời James khởi động phi thuyền. Nhưng ngay lúc này Todd dẫn các lính cũ đến xuất hiện. Họ khống chế và áp giải James đến trước mặt Todd. Thấy vẻ mặt hung dữ của binh lính trước mắt, James sợ đến mức tè luôn ra quần. Hắn ta khóc lóc cầu xin Todd tha cho mình nhưng Todd từ đầu đến cuối anh đều không để ý đến lời cầu xin của tên cặn bã này. Anh ném hắn ta khỏi phi thuyền. Sau đó quả bom hạt nhân nổ tung. James cũng vĩnh viễn biến mất vào không gian vũ trụ. Cảnh cuối của phim là Todd đang dẫn dắt những người dân tị nạn tìm một ngôi nhà mới trong vũ trụ này. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Nếu thấy hay hãy cho chúng mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye!